Những lời nguyền khi vào thị trường kinh doanh thời trang khiến các bạn có thể thất bại hoặc nặng lắm nó là vỡ nợ. Xin chào, mình là Tiến Hải và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng như là chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề mà chắc chắn các bạn sẽ gặp phải trong quá trình khởi nghiệp kinh doanh thời trang, đó là những lời nguyền trong quá trình triển khai chắc chắn bạn sẽ dễ bị mắc phải. Và chúng ta khi mà biết điều đó thì chúng ta cần phải làm sao? Chúng ta cần phải tránh. Đầu tiên, số 1 là mới khởi nghiệp kinh doanh thời trang nhưng các bạn không nghiên cứu trước mà nhập hàng ồ ạt về. Thì đây là một trong những cái sai lầm đối với những cái bạn khởi nghiệp mà mình thấy ở ngoài kia kìa, có rất nhiều người đang như vậy. Nghĩa là trước khi bước chân vào kinh doanh thời trang, chưa biết thị trường như thế nào, chưa nghiên cứu thị trường, chưa biết sản phẩm ra sao, chưa biết bán như thế nào, nhưng mà đã nhập hàng về rồi. Thì đó, thực ra là mình khuyên rằng các bạn nên dừng lại. Chúng ta sẽ dừng lại đã. Bởi vì thực ra thị trường kinh doanh thời trang rất đỏ, và việc các bạn nhập ồ ạt hàng về mà các bạn không có tư duy về bán hàng này, không biết các kênh chạy quảng cáo này, thì các bạn không nên nhập hàng vội. Mà chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái yếu tố, đó chính là test sản phẩm. Các bạn cần phải test sản phẩm xem thị trường nó đón nhận sản phẩm đó như thế nào, nó có đỏ hay không, rồi thì chúng ta có hợp với sản phẩm đó hay không. Chúng ta cần phải test sản phẩm trước khi nhập hàng. Bởi vì khi mà các bạn nhập hàng về rồi ấy, thì các bạn sẽ bỏ ra một cái khoản tiền lớn để nhập hàng rồi. Vì vậy thế nên là các bạn đã bớt những khoản tiền để chúng ta có thể là test sau này đó. Vì thế nên là đôi khi chúng ta đã không còn tiền nữa rồi, khi nhập hàng về đã không còn tiền làm điều gì nữa rồi. Vì vậy lời khuyên đầu tiên cho các bạn đó chính là tránh nhập hàng nếu mà bạn mới bước chân vào cái nghề kinh doanh thời trang này đó, để tránh được cái sai lầm đầu tiên. Thứ hai, sai lầm thứ hai nó là các bạn có một cái tư duy là sản phẩm chất lượng tốt và sản phẩm chất lượng cao thì bán trên cái ngành thời trang này rất tốt. Thì thứ hai đó cũng là một trong những cái lời nguyền mà mình nghĩ rằng các bạn hay gặp phải và dễ bị sai lầm đó. Sản phẩm tốt chưa chắc đã bán được hàng trên cái thị trường kinh doanh thời trang này. Mình ví dụ nhé, có một người bạn của mình đã từng hỏi mình một câu như thế này. Mình muốn bán hàng polo, và khi mà mình bước chân vào cái thị trường kinh doanh thời trang này thì mình khẳng định rằng cái chất lượng hàng polo của mình hiện tại đang là số 1 trên thị trường. Thế nhưng bởi vì chất lượng điều đó, thế nên là bạn đấy mới sản xuất ra một cái sản phẩm mà giá vốn của bạn rất cao. Dẫn đến là giá vốn cao thì sao? Giá bán của bạn trên thị trường phải cao hơn thị trường thì bạn mới có lãi được. Nhưng khi mà mình đặt một cái câu hỏi cho bạn thì bạn mới nhận ra một cái điều rằng khách hàng thực ra là họ không cần chất lượng cao đến như vậy, mà đôi khi họ chỉ cần một cái chất lượng bình thường thôi. Chỉ cần bạn có một chất lượng bình thường và có một mức giá rất tốt thì khách hàng đã đón nhận sản phẩm đó rồi. Thì phần thứ hai các bạn nên tránh nhá. Không phải là sản phẩm nào chất lượng quá cao, hãy tập trung vào quá nhiều về chất lượng sản phẩm mà các bạn đã bán được hàng đâu. Thứ ba là một trong những sai lầm là các bạn không tập trung vào media. Thì trong thời điểm hiện tại, trong thị trường kinh doanh online hiện tại, thì yếu tố media là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Và mình khuyên rằng nếu mà bạn build được cái phòng media, nếu bạn có những cái nhân sự về media hoặc chính bạn là người triển khai media được tốt, thì nó là một trong những cái yếu tố cực kỳ thành công rồi. Bởi vì yếu tố media nó cực kỳ quan trọng. Nó gồm có thứ nhất là cách tư duy triển khai về media này, thứ hai là đội ngũ về photo này, quay chụp này, thứ ba là các vị trí liên quan đến quay video, video editor, rồi là stylist đó, những cái vị trí liên quan đến phòng media mà các bạn cần phải có. Bởi vì yếu tố media cực kỳ quan trọng trong thời điểm kinh doanh online hiện tại. Thứ tư là các bạn thường thường không quan tâm đến một cái keyword, nó là mùa vụ trong ngành hàng thời trang. Mùa vụ thực ra là rất quan trọng trong kinh doanh thời trang. Và mùa vụ, nếu mà bạn biết bắt vụ, nếu mà bạn bán trước vụ thì bạn đã hớt váng được một cái lượng khách hàng rất lớn trước khi mà các bên khác đổ vào rồi. Mình ví dụ,
Nếu mà bạn nghiên cứu thị trường tốt á, bạn có thể bạn bán hàng năm đúng không? Bạn có thể bán hàng năm từ tháng 2, tháng 3 và đã hớt vắng một cái khoảng khách hàng trong lúc đó rồi. Nhưng thường thường tư duy của các bạn là gì? Đến tháng 5, tháng 6, tháng hè thì mới bán. Những cái ông lớn thị trường họ tư duy trước, họ đã bán trước thời điểm đó rồi. Và để họ đã họ ăn được một phần doanh thu như thế rồi. Và có một điều nữa trong mùa vụ, nó chính là nếu mà bạn bán trước, nếu mà bạn bán trước thị trường á, thì bạn bán được giá cao hơn. Đó là một cái rất hay trong cái việc tư duy về mùa vụ. Và cuối cùng là yếu tố thứ 5 trong cái video ngày hôm nay. Yếu tố thứ 5 đó là các bạn thường không có USP về sản phẩm và thương hiệu. Thì USP là gì? USP chính là điểm khác biệt của thương hiệu, của sản phẩm, của dịch vụ, của công ty hay là mô hình của các bạn. Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là chúng ta có sự khác biệt gì không so với các bên đang bán hàng hiện tại, cùng với sản phẩm, cùng mức giá? Liệu chúng ta có điều gì khác không? Và các bạn hãy đặt ra cho mình một câu hỏi thứ hai, đó chính là giữa khách khi mà khách hàng lựa chọn, thì khách hàng giữa bên A và bên mình thì họ lựa chọn gì? Cùng một sản phẩm, cùng một mức giá. Thì đó là USP và đó là điểm khác biệt. Các bạn cần phải tạo ra cái điểm khác biệt cho chính mình để khách hàng họ nhớ đến. Đó, thì các bạn mới xây dựng được một cái mô hình kinh doanh thời trang bền vững và khách hàng họ mới nhớ đến bạn. Nhớ đến bạn cái lúc mua và nhớ đến bạn cả sau khi mua nữa. Thì đó mới là tư duy đúng. Thực chiến kinh doanh và xây dựng local brand cùng Tiến Hải.